Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em cũng cài rất nhiều những chiếc vang số của hãng Shiseido gửi cho các bác và các anh em đặt hàng mua vang số. Thì trong đó có một chiếc Shiseido T3 gửi cho một bác ở Thanh Hóa, một chiếc Shiseido T3 gửi cho một bác Bình Dương, và có cài một chiếc Shiseido Q600T hàng mới chính hãng, kèm theo với một cái bộ mic cũng của hãng Shiseido với modem là S800 Pro gửi cho một chú em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và chú này thì đang sử dụng một cái đôi loa như thế này. Một đôi loa cũng nó là hàng khá chất lượng, giá thành khá là cao và được mua từ bên nước ngoài gửi về. Và chú này có nhờ em tư vấn cho chú ấy một bộ mic và một chiếc vang. Thì em tư vấn cho chú này là dùng luôn chiếc vang Shiseido Q600T hàng mới chính hãng và cái bộ mic Shiseido cũng là của Shiseido luôn. Và nó có một cái chất âm mà em theo em đánh giá thì với cái bộ loa như thế này thì có lẽ rằng là nên chọn một cái tính chất về cái phần âm sắc ở trên vang, nó có một cái độ mềm nhuyễn, có độ mềm nhuyễn. Và với cái sự đồng bộ của mic Shiseido và vang Shiseido thì em cũng có một cái sự cảm nhận rằng là sẽ dễ là phối ghép với lại cái đôi loa như thế này. Và một cái vấn đề nữa là về cái vấn đề về cái màu sắc, thì đôi loa này là một cái đôi loa mà có một cái màu đen tuyền, một cái màu đen tuyền. Và với cái bộ mic Shiseido S800 Pro cũng có cái màu đen tuyền, và cái chiếc vang Shiseido Q600T này cũng có cái màu đen. Thì trong cái quá trình căn chỉnh chiếc vang số kèm theo bộ mic này thì cũng tiện đây thì em chia sẻ với lại các bác anh em về cái phương pháp cũng như thông số khi mà căn chỉnh cái dòng vang số của Shiseido modem là Q600T. Bởi vì đây là một chiếc vang số mà theo em rằng là nó rất khó. Nó khó là khó ở cái phần đầu vào, khó phần đầu vào. Thì kể cả là anh em bán hàng cũng có thể là tham khảo, bởi vì cái dòng vang số này thì của hãng Shiseido và cũng rất nhiều anh em bán hàng đang bán chiếc vang số này, nhập về để bán. Nhưng mà cái khó ở trên chiếc vang số này là cái vấn đề ở đầu vào, cái vấn đề mà làm effect đầu vào. Còn đầu ra thì nó cũng đơn giản thôi. Đây là đầu ra của chiếc vang số này. Thì em nhập về em bán và em cũng đã căn chỉnh lại cho các anh em. Thì trong cái quá trình mà căn chỉnh thì cũng có cải thiện rất là nhiều về các cái chức năng cũng như các thông số mà khi mà làm cái chế độ effect ở trên chiếc vang số này. Thì ở phần đầu ra các bác thấy rằng nó đơn giản thôi, nó cũng không có nhiều cái bảng menu để cho phép chúng ta căn chỉnh. Nhưng mà ở cái phần đầu vào, một cái vấn đề rất khó khăn ở trên những chiếc vang số thì nó là vấn đề effect. Thì có những chiếc vang số thì khó về phần effect đầu vào, nhưng có những chiếc vang số thì khó ở phần đầu ra. Thì đối phần đầu ra chiếc vang số này thì các bác thấy rằng là nó không có gì cả. Cái mục location thì cho phép chúng ta đặt về cái mô phỏng về không gian phòng hát, thì em cũng đã căn chỉnh các cái thông số mà đem lại một cái hiệu ứng effect đẹp nhất, có căn chỉnh. Thế còn về phần đầu vào thì chiếc vang số này thì các bác thấy rằng là nó có bốn đường mic riêng biệt và cho phép chúng ta là cài đặt là ba hiệu ứng effect ABC, có ba hiệu ứng effect là ABC và cho phép chúng ta sau khi làm các cái hiệu ứng effect này thì cho phép chúng ta sẽ đặt vào các cái đường mic ở trên chiếc vang số này. Thì có 4 cái đường mic để cho phép chúng ta cắm lỗ mic 6 ly vào. Và chúng ta sẽ làm 3 chế độ effect khác nhau, A, B, C. Và cho phép chúng ta tùy biến trong cái việc mà chúng ta sẽ đặt cái effect đấy vào cái cổng mic ở trên vang số. Thì đây là một cái vấn đề mà nó cũng rất tiện lợi cho các anh em khi mà sử dụng nhiều mic và muốn có một cái chế độ effect nó khác nhau ở trên từng cái đường mic. Kể cả anh em làm dịch vụ thì sử dụng với cái tính chất của chiếc vang số này cũng rất là tiện. Thế cho nên rằng là em cũng chia sẻ để cho các anh em có thể là nắm bắt được để mà căn chỉnh chiếc vang số này. Thì đây là các cái thông số mà em đã làm trong cái phần config này. Thì ở đây nó có cái mục noise gate này, có mục noise gate và có cái đặt độ lớn của cái đường input. Thì tất cả các chiếc vang số thì em đều làm cái noise gate. Thế còn về cái effect, thì em sẽ chia sẻ. Nhưng mà trước tiên sẽ thử mic này. Và như vậy là đối với lại
mic đây, đây là cái bộ mic, tay mic của cái chiếc bộ mic Shiso S800 Pro, màu lông, cái này gọi màu đen đi, nó đen thì cũng chẳng phải đen. Đây đây là bộ mic hàng mới chính hãng mà em sẽ cài cùng với chiếc vang Q600T để gửi cho em ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái bộ mic này, bộ mic màu đây, chụp màu trắng và cái thân mic thì màu nó không phải là đen hẳn mà không phải là lông chuột, và cái đầu thu là màu đen như thế này. Thì bây giờ sẽ thử luôn cái chế độ đầu tiên này, tí nữa em sẽ thử luôn cả trên dòng T3 nữa xem thế nào. Có lẽ rằng là với một cái bộ mic này thì khi mà phối ghép với lại các cái dòng vang số của Shiso cũng rất là tốt. Đây chế độ đầu tiên này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 1 2. Chế độ 2 này. Chế độ 2 thì nó sáng tiếng hơn này. 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 5 1 1 2 2 6 1 1 2 2 6 1 1 2 2 6. Các bác thấy một cái chất âm effect em làm thì có lẽ rằng là nó cũng rất là mềm mại và có độ sáng nhuyễn. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 6 6. Và một chế độ divert nữa là chế độ số 4 này. Chế độ số 4 là chế độ divert. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 Đấy, chế độ divert. Thì tiện đây cũng thử luôn cái bộ mic này trên cái dòng vang số Shiso đi, Shiso T3 đi. Tiện đây thì thử luôn cái bộ mic Shiso S800 Pro này trên vang số Shiso T3 đi. Đây là thử chiếc T3 này, thử chiếc T3 để mà gửi cho các bác ở Thanh Hóa này. Chiếc phía trên này, phía trên này gửi cho bác Thanh Hóa này. Đây là Thanh Hóa, Loan Hóa, Thanh Hóa này. Đây là Thanh Hóa, đây là Bình Dương này. Thì cài hai chiếc T3 để mà gửi cho hai bác, một bác ở Thanh Hóa, một bác Bình Dương. Và bây giờ sẽ thử trên chiếc T3 của bác Thanh Hóa này. Chế độ 1 này. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 6 1 1 2 2 6. Chế độ 2 này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 6 1 1 2 6. Chế độ 3 này. Cũng là chế độ định giọng. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 5 6 1 1 2 2 6 6. Chế độ divert này, chế độ 4 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ các anh em về cái phương pháp cũng như thông số ở trên cái dòng Shiso Q600T. Bây giờ sẽ gọi cấu hình số 1 ra này. Thì ở cấu hình số 1 này ấy, thì các bác thấy rằng đây là cái phần đầu vào. Thì như em đã nói chuyện với các bác anh em là như vậy, là cho phép chúng ta làm 3 chế độ effect A, B, C và đặt vào các cái đường mic 1, 2, 3, 4 được. Cái này chúng ta đặt vào đâu chúng ta tích vào đấy. Thì ở cấu hình số 1 này ấy, thì là chúng ta sẽ lấy cái đường lấy cái effect A này, lấy cái effect A đặt vào cái đường mic số 1. Căn chỉnh effect A và đặt đường mic số 1. Thì đây là divert này. Các bác có thể là tham khảo về các cái thông số của phần divert này. Đây là divert level này, divert delay này, divert time này. Và đây là cho phép chúng ta như vậy là ở đây ấy thì nó có divert L và divert R. Thì các bác có thể là tham khảo các cái thông số mà em đã làm. Thì divert L là 100, divert L là 34 nhé. Divert L là 34 này. L là 100 và R là 34.
và ECHO này. Các bác thấy rằng là đối chiếu con số này nó khó phần đầu vào, tức là phần đầu vào ấy, thì giữa cái ECHO và cái revert ấy thì cho phép chúng ta đặt cái giá trị ở hai kênh giờ và lo. Thì đây là cái thông số ở trong phần ECHO này, trong phần ECHO. ECHO level này 100 này, ECHO delay là 17 này, ECHO time là 234 ms này. Về cái ECHO decayzatio, tức là cái này là Zbit này, 59 này, và đặt độ trễ kênh giờ so với kênh L là để 00 này, để 00 đấy, các bác có thể tham khảo. ECHO level này, delay này, ECHO time này, cái này là cái Zbit này, và đây là đặt cái giá trị ở trên cái cổng giờ và cổng L và hiệu nghĩa cho này. Đây là phần đầu vào, đây là phần đầu vào. Thế còn về cái phần equalizer của phần mic thì sao? Các bác có thể là tham khảo luôn cái có 15 giải quay dơ. Các bác có thể tham khảo luôn về cái giá trị khi mà căn chỉnh về cái giải quay dơ. Đây là công số 1, đây là công số 1. Và cái effect tổng, các bác lưu ý đây. Đây là cái effect tổng thì trên cái dòng vang số vang số xô thì có cái echo volt này, revert volt này và cái revert tổng này. Ở đây là cái revert của cả echo và revert, và đây là revert của đây là revert, đây là echo. Đây là cái tổng này. Về cái phần đầu ra thì lúc nãy em đã chia sẻ về phần đầu ra đây. Phần đầu ra thì nó đơn giản thôi, nhưng các bác hãy lưu ý về cái chế độ compressor nhé, limit compressor. Thì khi chúng ta làm được cái limit compressor này thì cái chất âm của phần âm trầm ấy là nó đỡ bị ồn, đỡ bị vỡ, và cái phần âm cao nó đỡ bị xé và không đỡ bị đanh, và nó có độ nhuyễn, độ sáng hơn nhé khi làm chế độ limit compressor. Thì đây là toàn bộ cấu hình của chiếc vang số của chiếc vang số Shiso Q600T gửi cho chú em ở Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo cái bộ mic cũng của Shiso luôn. Thì nhân tiện căn chỉnh cho chú em này thì em cũng chia sẻ với anh em một cái cấu hình để các anh em có thể là áp dụng được và cũng thử chất âm ở trên chiếc vang số Shiso T3 ghép cùng với cái bộ mic cũng của hãng Shiso để các anh em có cái sự so sánh để đánh giá.